Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắt Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn hai cái phôi mai Khánh Hòa đọt xanh nha các bạn nha. Hai phôi mai đọt xanh Khánh Hòa. Đầu tiên là một cái phôi có hoành của nó là 30 nha các bạn nha, hoành 30. Chiều dài của nó từ đầu rễ lên tới ngọn là nó 50. Cây này là mini. Cây này mini nha các bạn nha. Hoành 30, chiều dài rễ của nó là 50. Từ đầu rễ lên tới mặt cắt ngọn là 50. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 200 nghìn các bạn ơi. 200 nghìn cho cái mã này nè. 200 nghìn cho mã KB1 hoành 30, chiều cao 50. Súng các bạn nha. Đại bác hay gì đấy không biết. Thần công 250 ngàn. Xin lỗi, 200 ngàn các bạn. 200 ngàn cho mã KB1 hoành 30, chiều cao 50. Mặt cắt xử lý gọn gàng hết rồi nha. Chờ coi ẩm nữa là đưa cho khách thôi. Đọt xanh của vùng Khánh Hòa. Tiếp theo là một cái con hình thú đây. Hoành ở trên này là nó 31. Hoành 31. Hoành 31 nghe các bạn nha. Chiều dài rễ từ cái đầu mặt cắt rễ lên đến cái đỉnh trên của nó là 63. 63. Cây kẹt đá. Gân cạnh rất là đẹp. Đó, cái cò lắc đẹp. Cò lắc này quá ok các bạn. Hình thú nha các bạn nha. Thú. Thú ba chân. Có cái đuôi luôn. Đó, ngầu không? Thế này nhìn ngầu đó bạn ơi. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 300 nghìn ha. 300 nghìn cho mã KB2. Hoành 31, chiều cao là 63. Từ mặt cắt rễ lên tới đầu ngọn là 63. Ok ha. Phôi này vừa đẹp ạ. Phôi nào đẹp mình phải công nhận là đẹp. Phôi này nhỏ mà đẹp. 300 ngàn. Rồi bạn nào thích thì liên hệ nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.